Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre ạ. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng chùm ruột. Và nghe chùm ruột thì cô chú anh chị chắc chắn là nghe nói là lá chua đúng không ạ? Dạ xin thưa, hôm nay con giới thiệu với cô chú anh chị là một cái dòng chùm ruột ngọt. Dạ đây, những cái bộ đọt nó đây cô chú anh chị. Dạ cái hàng này bên con giới thiệu là hàng nhánh chiết. Nên nó gọi là năm nay là siêu quả luôn cô chú anh chị. Dạ. Như thế. Cực kỳ luôn. Nó nhánh chiết của chú chị thành ra nó rất là nhạy quả, siêu quả luôn của chú chị, cực kỳ luôn đó. Là của chú chị nè, coi nhìn con nè, gõ nhìn con nha đó. Những cái nó giá tích này là của chú chị đó. Chuẩn bị lên quả đó nè đó, này của chú chị đó, nó chùm cái ghê của chú chị đó. Cực kỳ luôn này. Đây, con lấy cái này cho chú chị coi nè. Hàng nhánh chiết con có chú anh chị. Dạ. Chùm ruột ngọt. Dạ đây. Dạ đi theo thân cây nè, cô chú anh chị thấy không ạ? Đi như nho hoang gỗ vậy đó cô chú anh chị. Dạ. Chùm ruột thì trong quá trình vận chuyển á, cô chú anh chị nó có thể bị rụng lá cô chú anh chị. Nhưng mà cây nó khỏe không sao cô chú anh chị cứ yên tâm con. Dạ đây. Dạ, cái này là chùm ruột ngọt. Dạ. Đây con ăn thử cho chú anh chị, anh tái cho chú anh chị có cái cảm nhận nè. Đây của chú anh chị, không có chút nào vị chua luôn chú anh chị. Ý là sả nhỏ luôn chú anh chị, thật kỳ luôn. Cần cái giống những bạn này xin liên hệ bên con nha chú anh chị. Dạ. Miễn mà sống quá thì nó ăn chát như vậy, nhưng mà cái tái này cái này là hết chát rồi. Đó. Cho cô chú anh chị chim ngắm một con, nó không có bị chua. Rồi cần cái giống xin liên hệ bên chị con vào lúc 18 giờ tối. Chiều cao cây thì con đo thử coi. Này, bộ không cỡ 40, có nhích hơn chút xíu của chú anh chị. Dạ. Đó. Miễn mà lùng thì nó được bộ thằng xe, miễn cây cao thì nó được có một cốt của chú anh chị. Con chân thành cảm ơn của chú chị xin tên. Con xin kết thúc video ở đây ạ. Cần cái giống và liên hệ bên chị con. Ok, rất là xinh quá luôn.